Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng, hư không cũng tràn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Tha Gia Con xin được xuống mic. Kính mời Sita Nhật Huỳnh. Sa thú, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Tha Na. Dạ, cảm ơn Minh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Sư Trang Đông. Nam Mô Bích Hai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, cùng chư Tôn Đức Hiền Trong Đạo Tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào cô Ái Minh, mến chào Sích Đăng Đông, mến chào cô Nghe Pháp, kính chào anh chị Phan Quang Liên, kính chào La Đinh Bin Bin, kính chào Tịnh Như, mến chào Châu Phan, mến chào Trăng Thư, kính chào Gách Cha Tí, mến chào Tâm Pháp, kính chào Thương Ghê. Dạ, Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, mến chào Thi Lâm. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Tâm Pháp ơi, cầm mic chưa? Có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cô tu nữ Thâm Má Chà Ri chạy mất tiêu rồi. Dạ, không đảnh được. Dạ, không sao. Dạ, con xin được ông bài Pháp Cú Kinh số 122 ạ. Mà và mạnh nhẹ tháp vườn nhà sanh mạng tăng a gamit sati oda bin duni ba tê na oda cùng bờ vi bồ ra ti thì rờ bồ ra ti vườn nhà sa thơ cả thơ u căng i a chỉ năng. Và Nhật Quỳnh thầy kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí mới trở lại đạo tràng. Và cô có cầm mic được không? Cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Mà quá mạnh nhẹ tháp buồn nhà sanh nam mằng tăng a gamit sati uda bin duni ba tê na ông đã khum bờ bi bù đã ti thị rờ bù ra ti buồn nhạt sa thợ cà thợ căng vi a chỉ năng. Chớ khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa quan năm vào đạo tràng. Mà qua manh nhê à buôn nhà xa nà măng tăng à gà mịt xa tì ồ đã binh đu bị ba tê na ồ đã không phô bị bu sa tì thì rơ bu ra thì buôn nhà xa thô ca thô căng bị a chi năng. Mà quam nhê thà buôn nhà xa na măng tăng a gà mịt sa tì ồ đa binh đu bị ba tê na ồ đa khum phơ bị bu sa tì thì rơ bu ra tì buôn nhà xa thơ ca thơ căng bị a chi năng. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông.
chúc chúc thiện nhà bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giai Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cô có cầm mic được không? Dạ, đạo tràng còn vị nào chưa kể kinh không thì có thể đưa tay lên cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con không có trước máy nên con không có biết. Dạ, vậy là cô mang kém và không cầm mic được. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, sa thú thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô nghe pháp xích rạng đông, cô ai mê xích trần đạo Vinh Quách Thanh Á đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ đồng hồ con còn sớm 3 phút. Dạ, con không biết Đại Đức Minh Mẫn có sẵn sàng cho chúng con học bài chưa Bạch Sư. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình đăng tâm thanh tịnh để cùng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài pháp cú kinh số 123. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Kha. Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi, rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lập giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng. Thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 123. Nhật Bình kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã cho bài học. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân xích Nhật Bình. Nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. À, quý vị nói hơi nhỏ thì chúng tôi sẽ chỉnh lên một tí. Dạ rồi. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Sau khi chúng ta ôn xong bài học cũ thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang học bài mới với câu kệ pháp cú số 123. Ở trong bài học này chúng ta cũng sẽ học 3 phần giống như các buổi do chúng tôi đảm trách. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng,
và việc dịch văn xuôi. Thứ hai, chúng ta sẽ học về duyên sự. Và thứ ba là chúng ta sẽ học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 3 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Dạ, 2 lần. Đọc qua 2 lần. Wa ni cho wa pha yan mát găng. Wa ni cho wa pha yan mát găng. Đoạn thứ 2. Apasattho mahatthano. Apasattho mahatthano. Đoạn thứ 3. Quy sang chi quy tu ca mô quá. Quy sang chi quy tu ca mô quá. Và đoạn thứ 4. Pa pa ni pari quát cha dê. Pa pa ni pari quát cha dê. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, wa ni cho wa, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, wa ni cho cộng với lý wa. Wa ni cho là người thương buôn, tức là người làm business. Ý quá là đây là một cái từ so sánh, như giống như. Từ thứ ba, phá văn. Phá văn ở đây đó có nghĩa là sợ hãi. Sợ hãi, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là hiểm nguy hay là nguy hiểm. Cái chữ phá văn đó là sợ hãi hay là kinh hãi. Nhưng mà thôi, chúng ta lấy theo một cái nghĩa nữa của Hòa Thượng là nguy hiểm. Từ thứ ba, mát găng là con đường. Từ cuối cùng đó, mát găng là con đường. Rồi bây giờ chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, apasattho. Apasattho đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra, apa cộng với là sattha. Appa đó có nghĩa là ít, nó đối lại với chữ ma, maha sau. Appa là ít. Sattha đó, sattha có nghĩa là thương đội hay là bạn đường. Appa sattha đó là ít bạn đường hay là ít thương đội, đồng đội đi buôn. Từ thứ hai, Mahathano, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra, Maha cộng với là Thana. Maha là nhiều hay là lớn, đại. Thana là tài sản. Mahathano là nhiều tài sản, tài sản lớn. Chúng ta sẽ lấy nghĩa hết cả 4 đoạn rồi chúng tôi xin được dịch văn xuôi sau. Chúng ta bước sang đoạn thứ 3 của câu kệ. Chúng ta bước sang đoạn thứ 3 của câu kệ. Đoạn thứ 3 của câu kệ chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, quý săn. Quý săn là cái nọc của con rắn. Đó là nghĩa đen, nghĩa phái sinh đó là chất độc. Chất độc hay là thuốc độc. Từ thứ hai, chi quý tú ca mô quá. Đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra, chi quý tung, chi quý tú cộng với là ca mô cộng với là ý quá.
chi quý tú nè, chi quý tú ở đây mình hiểu là chi quý tú, chi quý tung là một cái nguyên thể động từ của cái động từ chi quá tí. Chi quá tí đó là sống còn, mà chi quý tung đó là để sống còn. Rồi ca mô thông thường đó mình dịch là dục, à, thì dục là tiếng Hán xin thưa quý vị, còn tiếng Việt của mình đó là mong muốn hay là muốn. Ý quá là một cái từ ví dụ như giống như. Rồi chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên pa pa ni và pa pa. À, pa pa đây là một cái từ chủ đề của Rum. À, pa pa quắc gá là phạm ác. À, pa pa. Papo papa là số ít, mà papa ni là số nhiều. À, chúng ta dịch ra là các điều ác hay là các điều xấu. Rồi parivacchaye, đây là một cái động từ parivacchati, à, xin lỗi, parivacchati hoặc là parivacchayati. À, parivacchati hoặc là parivacchayati. Parivacchayati là năng động, mà parivacchayati đó là thụ động. À, vậy thì parivacchaye đó người ta chia theo khả năng cách ngôi thứ ba. Khả năng cách ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là e. Parivacchaye khả năng cách, cho nên chúng ta dịch ra là nên. Parivacchaye là nên tránh xa, rời bỏ. À, rời khỏi. Parivacchayati, tránh xa, rời bỏ, rời khỏi. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Ý quá giống như qua ni chô người thương buôn. Mahatano, Mahatano có nhiều tài sản. Apasatho, mà ít thương đội. Parivacchaye, nên tránh xa. Phát văn mát găng, con đường nguy hiểm. À, đó là một câu. À, câu thứ hai. Ý quá giống như chi với tú ca mô, người muốn sống còn. Parivacchaye, nên tránh xa quý xăng, thuốc độc. Cái động từ parivacchaye ở đây nó gắn cho cả ba vế đó xin thưa quý vị. Rồi cái câu thứ ba. Pa pa ni parivacchaye, nên tránh xa các điều ác. À, như vậy thì cái đoạn kệ, câu kệ 1, 2, 3 này gồm có 4 đoạn, nhưng mà chúng ta gom lại thành 3 câu vậy đó xin thưa quý vị. À, thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 1, 2, 3. À, kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần bóp bài nánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ.
Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Namatu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 123. Câu kệ này nằm trong phẩm Pa Pa Quát Đá, phẩm ác. Được Đức Thế Tôn giảng khi ngài ngự tại Chê Ta Quán Ốc Vi Hà Ra, đề cập đến một người thương buôn giàu có. Tương truyền rằng vào thời kỳ Đức Phật đó, có 500 tên cướp. Chúng nó muốn đột nhập vào nhà của ông lái buôn giàu có này, nhưng mà chưa có cái cơ hội thuận lợi. Thì một lần nọ, ông thương buôn giàu có này có một chuyến buôn đi xa, cho nên đó là ông ta cho chất hàng hóa chở đầy 500 của xe bò. Rồi ông ta cũng ở gần chư Tăng, có thể hiểu đó là ở gần chùa đó. Thì thành ra đó, khi mà ông ta đi buôn vậy đó, từ xứ này sang xứ khác, thì ông ta mới trình bạch lên chư Tăng là: kính bạch quý ngài, tôi sắp có một cái chuyến buôn đi đến địa phương đó 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 vậy đó. Nếu mà quý ngài nào cần đến đó để hoằng pháp đó, thì xin ngài quý ngài đi cùng dọc đường đó, là thương đội chúng tôi sẽ lo về thức ăn, thức uống cho quý ngài. Thì khi mà chư Tăng nghe ông này tác bạch vậy, thì có một số vị, xin thưa quý vị, một số vị ở đây đó, trong chú giải nói đến 500 là 500 vị tỳ kheo tháp tùng cùng với thương đội của ông thương buôn giàu có lên đường. Thì khi mà bọn cướp nó hay tin thương đội của ông thương buôn này đã khởi hành, thì chúng nó bèn ẩn núp chặn đường, để hy vọng đó là có thể thực hiện được một cái phi vụ đó. Thì đoàn của ông thương buôn giàu có này lên đường, đi đến một cái vùng thôn làng đó, cũng tương đối xa rồi, cũng tương đối xa. Thì bây giờ đó, đoàn thương đội này cần phải nghỉ ngơi, đồng thời đó là bò nè, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi ăn uống. Và ở trong làng vậy đó thì nó cũng thuận tiện nữa, thì thành ra đó là cái ông thương buôn giàu có này mới quyết định dừng lại đó để mọi người cùng nghỉ ngơi, rồi bò ngựa cũng được nghỉ ngơi. Thì bọn cướp đó nó phục ở đó, nhưng mà sau thấy chờ lâu quá vẫn chưa có thấy cái thương đoàn này đi ngang qua, cho nên bọn cướp đó mới bèn sai một cái tên đồng đảng đi thám thính. Thì tên này đó đi vào ở trong làng đó, lại quen một cái người ở trong làng, cho nên đó là mới hỏi cái người quen đó: này bạn, chừng nào đó thì cái thương buôn này mới khởi hành?
Thì cái người dân làng đó mới trả lời là chắc có chừng 2-3 ngày nữa đó là người ta sẽ khởi hành thôi. Thì trả lời xong lại hỏi lại, ủa gì chứ bạn hỏi đi làm gì? Thì cái tên cướp đó, nó mặc dù cướp nhưng mà nó cũng 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 có cái pháp chân thật. À, thành ra nó mới trả lời đó, à, chúng tôi là 500 tên cướp, à, đang trực chờ sẵn ở trong rừng đó để mà cướp cái thương đoàn này. Thì người dân làng đó nghe xong vậy mới tiễn cái người bạn cướp của mình đi. À, xong rồi đó mới đi về. Thì vừa đi đó vừa suy nghĩ giữa bọn cướp với người thương buôn này, mình sẽ ủng hộ ai, mình sẽ theo phe ai. À, thì bắt đầu đó cái tư tưởng nó mới đấu đá lẫn nhau. Thì cuối cùng đó cái người dân làng nó mới suy nghĩ, cái ông thương buôn này ông còn cu mang 500 vị tỳ kheo, ông có cúng dường đến 500 vị tỳ kheo. Như vậy ông thương buôn này đó, dù cho ông như thế nào đi nữa đó, nhưng mà trước mắt với cái hành động này của ông thì ông cũng là một cái người tốt. À, bởi vì ông ủng hộ độ cho chư tăng mà. Thì thành ra thôi, mình ủng hộ cho công thương buôn này, mình binh vực cho công thương buôn. À, thì cái tư tưởng này thắng thì bắt đầu mới đến nói cho công thương buôn đó biết, nó này ông, có một cái bọn cướp đó nó đang trực sẵn ở trong rừng đó, để thương đoàn của ông đi ngang qua đó là nó đánh cướp, chúng nó đánh cướp. Thì khi mà nghe tin vậy đó thì cái ông thương buôn này cũng tin, xin thưa quý vị, ông tin. À, cho nên đó là biết có bọn cướp, à, nó chờ sẵn đêm mà nó cướp vậy đó, thì ông này mới quyết định đó là không có đi nữa, à, mà ở lại đó. Thì bọn cướp nó chờ lâu quá rồi, cái bắt đầu nó mới cũng sai một cái tên tên đồng đảng tên cướp đi dò la. À, thì dò la mới biết được đó là cái ông này không đi nữa, à, mà ông lại quay về. À, ông quay về. Thì cái tên cướp đó đó mới đi báo cho nguyên các bọn cướp đó. À, thì bọn cướp đó trực sẵn ở trong rừng là để cái đoàn thương buôn này đi đặng cướp. À, nhưng mà bây giờ cái đoàn thương buôn này là quay về, thì thành ra đó nhóm cướp này đó mới chuyển hướng, à, quay ngược trở lại để chặn đầu đường về. À, chặn đầu đường về. À, thì khi mà bọn cướp này nó trực sẵn ở đường về đó, à, thì bắt đầu nó cũng lại sai một cái tên đó nó đi dò la vậy. À, thì cái người dân làng này cũng lại nói cho cái ông thương buôn đồng biết. Thì bây giờ đó cái ông thương buôn nhiều của cải đó đó mới trình bạch lên chư tăng, nói bạch quý ngài, à, giờ cái đường tiến đó thì cũng không có được, bởi vì có bọn cướp đến trực sẵn để mà cướp. Rồi tôi định quay về đó thì cũng lại bị bọn cướp nó trực sẵn để mà nó cướp nữa, đi cũng không được mà về đó cũng không được. À, thì thôi tôi quyết định ở lại đây để bảo toàn tài sản. Vậy thì xin thỉnh quý ngài, nếu quý ngài hoan hỷ ở lại thì tôi sẽ hộ độ, còn nếu quý ngài đi hoặc là về đó thì xin tùy ý. À, chư tăng nghe vậy đó cho nên là thôi, à, chư tăng cáo từ cái ông thương buôn giàu có đó, trở về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch lên ngài cái câu chuyện đó. Thì à, sau khi mà bạch lên xong đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói, à, này các vị kheo, cái người, à,
thương buôn nhiều tài sản đó đó, phải biết né tránh cái con đường có nhiều kẻ cướp. Con người mà muốn sống còn đó thì phải biết né tránh chất độc. Tỳ kheo nào biết được con đường tương đương bị bọn cướp của tam giới nó đang ngăn đón đó thì phải biết né tránh làm các cái điều ác. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ 1, 2, 3 mà hôm nay chúng ta học. Qua ni chô quá phá văn mát găng áp ta sát thô má hát thá nô quý sân chi quý tú ca mù quá pa pa ni pa ri quách chạy về. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Và đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi. Cho nên tạm thời chúng ta có 2 cái bản dịch này. Mà có thể có nhiều bản dịch khác nữa. Nếu chúng ta có cái cơ hội chúng ta đọc. Và Sĩ Đại Minh mới đưa lên một cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức, chúng tôi xin được đọc để bà con chư Phật tử chúng ta cùng tham khảo. Thương buôn lắm bạc nhiều tiền, đồng hành ít ỏi tránh miền hiểm quan, muốn sống thuốc độc chớ hoàng, lãnh ác cũng vậy rõ ràng là khôn. Thì qua 3 bản dịch này ít nhiều gì chúng ta cũng nắm được một số ý ở trong cái câu kệ pháp ngôn Pali mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Bây giờ chúng tôi cùng với quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pali 1, 2, 3 này. Cái nãy chiếc nghĩa từ vựng chúng tôi nói với quý vị đó, cái câu kệ này có 3 câu. Dạ, 3 câu. Thì 3 câu đó chính là 3 ý chứa đựng ở trong câu kệ này. Và 3 ý đó chính là 3 cái hình ảnh đó, xin thưa quý vị. Cái hình ảnh đầu tiên đó. Và hình ảnh đầu tiên đó, đây là một cái ẩn dụ để cho chúng ta thấy đó, cái cuộc đời tu hành của mỗi người đó, hay là quá trình thanh tịnh tam hành của mỗi người đó, là như vậy. Cái câu thứ hai đó cũng là một hình ảnh, xin thưa quý vị. Chúng ta mà muốn sống còn có nghĩa đó là muốn đạt đến cái trạng thái bất tử đó, thì chúng ta cũng phải tránh xa những cái gì đó mà nó tàn hại tàn phá con người của mình, vật chất cũng như tinh thần. Cái hình ảnh thứ ba đó là Đức Thế Tôn ngài dạy trong duyên sự đó, thì ngài nói là chư tỳ kheo, tỳ kheo nào biết được cái con đường tương đương bị kẻ cướp của tam giới nó đang ngăn đón đó thì phải tránh né điều ác như vậy. Nhưng mà ở đây đó chúng ta hiểu là ngài dạy chung cho những ai có thể nghe được, cho những ai có thể hiểu được, cho những ai có thể học được, cho những ai có thể hành theo được. Dạ, có thể hành theo được. Là phải tránh xa các cái điều ác. Và một khi mà đã tránh xa các cái điều ác đó thì lúc đó, đó mới tự bản thân của mình thanh tịnh được tám hạnh. Dạ, thanh tịnh được tám hạnh thì lúc đó đó mới hướng đến giác ngộ giải thoát được. Vậy thì cái câu kệ này ngài đưa ra 3 cái hình ảnh vậy. Và mỗi một hình ảnh nào, cũng đều hướng đến sự giác ngộ giải thoát cả. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau mổ xẻ 3 cái hình ảnh này. Hình ảnh đầu tiên ngài dạy qua ni chô qua phái văn mát găng áp tá sát thô ma thánh nô.
là người thương buôn có nhiều của cải nhưng mà ít thương đội, thì nên tránh cái con đường nguy hiểm, hay là nên tránh cái con đường kinh hãi hãi hùng sợ sợ. Vậy thì người thương buôn ở đây là gì, xin thưa quý vị? Người tu có được gọi là người thương buôn không? À, người tu có được gọi là người làm business không? Có thể được, xin thưa quý vị. À, người thương buôn, người làm business á, là họ chọn cái mặt hàng để mà buôn bán. Chọn mặt hàng rồi cách thức buôn bán sao đó để cho họ có lợi nhuận. À, thì người tu cũng vậy, xin thưa quý vị. Và người tu cũng phải chọn cái hạt giống. Chọn hạt giống đó rồi phải chọn cái mảnh đất. Chọn cái mảnh đất để gieo cái hạt giống đó sao cho mình có được kết quả thù thắng. À, chúng tôi nói vậy bà con, không biết bà con chư Phật tử chúng ta có đồng ý hay không. Khi mà bà con chư Phật tử chúng ta đi bố thí thôi ha. À, chúng tôi ví dụ bố thí thôi. À, bố thí nó có nhiều loại bố thí. Bố thí cơm nước nè, bố thí y phục, bố thí trú xứ, bố thí thuốc trị bệnh. À, thì chúng tôi đơn cử một loại bố thí thôi, là bố thí vật thực. À, thì khi bố thí vật thực đó thì vật thực là hạt giống. À, chúng ta có phải cắt lọc chọn lựa cái hạt giống đó không, xin thưa quý vị? Hay là chúng ta gặp cái gì là chúng ta bố thí cái đó? Chúng ta mà đã học giáo lý của Phật, à, có niềm tin nơi Phật, thì bây giờ đó sở hành hành vi lối sống của chúng ta phải được dựa trên cái cơ sở lời dạy của Ngài, tức là lấy giáo lý, lấy giáo pháp của Ngài đó làm kim chỉ nam, làm chỗ y cứ, à, để chúng ta thực hành theo. Như vậy thì khi mà chúng ta bố thí đó, à, thì chúng ta phải bố thí theo cách của bậc chân nhân, chứ không có phải là bố thí theo cách của mình hiểu. Thì bố thí theo cách của bậc chân nhân hay là bố thí theo pháp đó, à, thì lúc đó đó mới là bố thí đúng. Thì bố thí theo pháp hay là bố thí theo cách bậc chân nhân đó, bậc chân nhân bố thí đó, xin thưa quý vị, à, bậc chân nhân bố thí đó ha, là vì niềm tin. À, bố thí vì niềm tin nè. À, bố thí có sự hiểu biết nè, bố thí có nghĩ tưởng về tương lai nè. À, rồi bố thí đó không có phương hại đến mình và người thọ thí nè. Bố thí hợp thời. Qua năm cách bố thí này đây, chúng ta thấy đó, có phải đó là cái hạt gieo đó cần phải cắt lọc không? Phải cắt lọc. À, rồi cũng cái năm cái cách bố thí đó ha, mà đổi lại cái cách đó là bố thí không có phương hại đến mình, không có phương hại đến người thọ thí đó, thì đổi lại bằng cách đó là bố thí có sự cung kính. Và bố thí có sự cung kính. Như vậy đó thì là cái vật, à, cơm nước bánh trái đó đó mình cũng phải cắt lọc. À, mình cũng cắt lọc, mình phải lựa, chứ không có phải là đồ mình ăn không có ăn được nữa rồi cái mình đem đến bố thí. À, mình đem đi bố thí. À, rồi cái mảnh đất để mình gieo hạt ở đây đó là mình cũng phải biết, mình mà bố thí cho cái súc vật đó, à, thì cũng có phước. Dạ, có phước. À, nhưng mà phước không có bằng bố thí cho con người. Rồi bố thí cho con người đó đó thì con người mà có tâm có tu đó thì có phước nhiều hơn là con người mà tâm không có tu. Đó, đó là mình chọn, à, chọn cái mảnh đất để mà gieo. À, chọn cái mảnh đất để mà gieo. À, thì như vậy đó là khi mình thực hiện một cái việc
bố thí đó mình cũng phải có tính toán cân đo đong đếm kỹ lưỡng mình mới làm. À, làm sao đó để cho cái quả của cái bố thí đó nó phát sanh lên đến mình đó, kết xù nhiều. À, thì như vậy có phải là mình đi buôn xin thưa quý vị? Ở một cái nghĩa nào đó là mình đi buôn. Cho nên người tu mà giỏi là một người làm business giỏi. À, người tu mà tồi là một người làm business tồi. À, cho nên đó là người tu xem như là người đang làm business. À, gọi là người buôn, người thương buôn. À, mà người thương buôn nhiều của cải, Mahathano, nhiều của cải đây mình hiểu là gì ạ? Nhiều của cải hay là nhiều tài sản? À, chúng tôi xin hỏi quý vị này nha. Của cải vật chất phát sanh lên do mấy nhân? Do hai nhân. Một là do nhân nhân cần lao, là mình phải đi lao động lam lũ thì bắt đầu đó mình mới có của cái vật chất đó. Cái nhân thứ hai đó là do phước. Cái phước này mới là quan trọng này xin thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy có những người đó chưa sanh ra còn trong bụng mẹ đó thì đã có của cải tài sản. Có những người đó làm chơi nhưng mà ăn thiệt, làm chơi chơi thôi. À, nhưng mà của cải đó nó vô ào ào. Có những người đó là làm suốt ngày quần quật quanh năm suốt tháng luôn, bán lưng cho trời bán bụng cho đất đó, mà cơm ăn không đủ no, áo mặc không có đủ ấm. Vậy là vì do thiếu nhân phước nó hỗ trợ, thành ra nhân cần lao đó đó, cái lợi nhuận mang về đó nó rất là, do nó rất là. Vậy thì với những ai đó mà nhiều của cải tài sản vật chất này thì người đó là có nhiều phước, có nhiều phước vật. À, thì bây giờ người đó mới có nhiều của cải tài sản vật chất. Như vậy là người thương buôn nhiều của cải tài sản vật chất tức là người tu mà có nhiều phước. Thế là mình hiểu là vậy. À, thì khi mà có nhiều phước này nè, nó thể hiện ra ở nhiều cách nha sư tu gì. Bởi vì phước ở đây mình hiểu nó không phải chỉ có phước vật không, mà bên cạnh đó nó còn có phước đức nè, rồi phước trí. À, nên ngoài cái việc đó là người đó có nhiều của cải tài sản vật chất nè, thì người đó đó còn có thêm đó, sức khỏe uy tín, rồi là hội chúng đông đảo, người này người kia giúp đỡ khôn ngoan lanh lợi để xoay sở mọi chuyện. À, để xoay sở mọi chuyện. À, thì cái ông này đó, cái ông thương buôn giàu có này nè, ổng đi buôn chất tới 500 cổ xe hàng đó, thì như vậy đó là phước vật ổng nhiều nè. À, nhưng mà bên cạnh đó đó ổng còn được sự tháp tùng ủng hộ của chư tăng nè, như vậy đó là ổng có phước đức. À, ổng có phước đức nè, rồi ổng lại được một cái người làng đó giúp đỡ hỗ trợ để cho ông phát hiện ra được ra là có tên cướp nó rình rập, nó định ra là cướp của ổng. À, thì xin thưa quý vị, mình có phước đó thì mình mới được người khác họ giúp đỡ. À, cho còn mà mình không có phước, mình có tội đó thì mình bị người khác đòi nợ. À, bị người khác người ta vui dập. À, bị người khác người ta vui dập. À, nên có phước đó nó thể hiện ra nhiều góc độ, nhiều khía cạnh vậy. À, nhiều khía cạnh vậy. À, còn nếu như đó mà mình không có phước, tức là mình có tội đó. À, mình mà có tội đó thì mình sẽ gặp kẻ thù. Dạ, mình gặp kẻ thù. À, cho nên đó là ở trong, cũng trong cái bộ môn pháp cú này có hai câu kệ đó, một câu kệ nói về nghiệp ác và một câu kệ nói về nghiệp lành, nghiệp thiện. Thì nghiệp lành đó là như người thân đón chào nè, còn nghiệp ác đó thì như kẻ thù nó chực chờ, nó băm, nó vằm, nó giết chết mình. Thì ở trong đời sống của một chúng sinh đó, xin thưa quý vị, ai cũng có quá khứ hết, chứ không ai mà không có quá khứ cả. Và quá khứ đó đó mình đã từng tạo nghiệp thiện nè, đã từng tạo nghiệp ác. À, thì nghiệp thiện đó bây giờ nó trổ quả thì mình sẽ được nâng đỡ nè, mình sẽ được ủng hộ nè, mình sẽ được giúp đỡ. Còn nghiệp ác đó nó trổ đó thì là mình bị kẻ thù nè,
mình bị bọn cướp này nó chật chờ để nó đòi nợ mình, để nó đòi nợ mình. Thành ra cái ông thương buôn giàu có này cũng vậy, kẻ cướp nó chật chờ đó đó, đó chính là cái nhân ác mà ông đã tạo ở quá khứ. Còn cái người dân làng đó đó giúp đỡ ông, đó chính là cái nhân lành quá khứ ông đã tạo. Của cải tài sản nhiều đó, đó là nhân lành ông đã tạo quá khứ. Chư tăng ủng hộ tháp tuần theo ông, đó là nhân lành quá khứ ông đã tạo. Đó là nhân lành quá khứ ông đã tạo. Vậy thì cái kẻ cướp mà người thương buôn có nhiều tài sản người thương buôn có nhiều tài sản, người thương buôn có nhiều tài sản này đó, Đức Thế Tôn này dạy đó là nên tránh cái con đường nguy hiểm, phát văn mát ghê parivat chạy về. Thì tránh con đường nguy hiểm ở đây đó là tại làm sao? Cái con đường nguy hiểm là như thế nào? Con đường nguy hiểm là ở trên cái con đường đó có nhiều thành phần xấu, ác, nó chực chờ, nó hãm hại mình. Nó chực chờ, nó hãm hại mình. Giống như ông thương buôn này đó, ông đi ông buôn ở chỗ này đi đến cái chỗ kia đó, thì là có cái bọn cướp nó chực, nó cướp của ông đó. Thì cái đường đi đó đó gọi là đường đi nguy hiểm. Cho đường đi nguy hiểm bởi vì ở đó có kẻ ác, kẻ xấu, nó chực chờ, nó hãm hại mình, nó chực chờ, nó cướp của mình. Cướp của mình, cho nên đó là phải tránh. Phải tránh. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cũng ở trong Pháp Cú Kinh có một cái câu kệ Đức Thế Tôn ngày dạy đó là sống trên trời dưới biển, sống trốn vào động sâu, sống chỗ nào trên đời thoát được quả ác nghiệp. Thoát được quả nghiệp. Như vậy có nghĩa rằng là đời xưa kiếp trước mình đã từng tạo cái nhân xấu nhân ác rồi, thì bây giờ đó mình không có trốn được. Mình không có trốn được. Đến thời kỳ cái nhân xấu, cái nhân ác đó đó mà nó trổ quả đó, thì mình phải chấp nhận, mình phải chịu thôi. Như vậy thì tránh ở đây là tránh cái gì? Mình chỉ có thể tránh được cái nhân thôi, chứ cái quả mình không có tránh được, xin thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu vậy. Người thương buôn giàu có nên tránh cái con đường nguy hiểm, nên tránh cái con đường kinh sợ, sợ hãi. Thì tránh ở đây là tránh cái nhân. Tránh cái nhân. Mình mà bị kẻ thù, kẻ ác nó hãm hại đó là vì do mình tạo cái nhân xấu, cái nghiệp xấu cho nên mình mới bị. Thì bây giờ đó mình tránh đi tạo cái nhân xấu, cái nghiệp xấu. Tạo cái nhân xấu, cái nghiệp xấu thì lúc đó mình sẽ không có kẻ thù, lúc đó mình sẽ không có kẻ ác, lúc đó mình sẽ không có bị kẻ xấu, lúc đó mình sẽ không có bị kẻ cướp nó hãm hại. Nó hãm hại. Thì ý nghĩa người buôn nhiều của cải đó nên tránh con đường nguy hiểm là như vậy. Đó là một cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ hai, quý sanh chi quý tú ca mô quá, người mà muốn sống còn thì nên tránh thuốc độc. Thì thuốc độc ở đây mình hiểu theo cái nghĩa đen đó, là các cái chất độc mình uống vô một cái đó có thể chết liền, hoặc là lâu lâu sau đó rồi mới chết. Nhưng mà dù chết liền hay là lâu lâu sau đó rồi mới chết đó, thì cái chất độc đó nó cũng tàn phá, nó hủy hoại cái cơ thể của mình, xin thưa quý vị. Nó ngấm ngầm, nó làm cho cái lục phủ ngũ tạng của mình, nó làm cho cái cơ địa thể trạng của mình hư hao hư hoại. Hư hao hư hoại. Nhưng mà khi nãy chúng tôi chiết nghĩa từ vẫn có nói đó, cái cơ thể của mình nó gồm có hai thành phần là tinh thần và vật chất. Vật chất mà bị hủy hoại thì tinh thần nó cũng sẽ bị lây. Nó cũng sẽ bị lây. Chỉ ngoại trừ đó là các cái bậc thánh thôi. Thì vật chất mà bị hủy hoại thì tinh thần nó không có bị lây. Bị lây.
Nhưng mà một khi này, tinh thần mà đã bị độc rồi thì cái cơ địa vật chất đó, nó cũng bị theo, nó cũng bị theo. Như vậy thì từ đó đó mà chúng ta mới suy ra cái từ quý xăng ở đây, chất độc đó, chất độc ở đây đó là những cái gì mà cơ thể của mình đây nè, qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý nè, tiếp xúc, tiếp xúc mà có hại đó, thì có đây đều được gọi là chất độc. Hoặc là khi mình sử dụng các cái nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho đời sống của mình đó, mà có hại đó, thì cái đó cũng được gọi là chất độc. Như là mình ăn nè, mình ăn nó mà có hại cho cơ thể của mình nè, thì tức là mình đang nạp chất độc. Mình mặc nè, mà nó có hại cho cái cơ thể của mình đó, cho cái ngũ quẩn này đó, thì cũng được gọi là chất độc. Ăn mặc ở trị bệnh. Nếu mà chúng ta không có hiểu theo cái nghĩa đó là sáu căn, sáu cảnh, nó tiếp xúc cho sáu căn này nè, mà khiến cho cái cơ thể của mình bị hại đó, thì chúng ta có thể hiểu theo cái khía cạnh là mình sử dụng các cái nhu yếu phục vụ đời sống của mình mà nó có hại, thì có đó đều được gọi là chất độc. Vậy thì chất độc ở đây đó, nghĩa bóng đó mình hiểu đó chính là gì? Tham là chất độc, sân là chất độc, si là chất độc. Mà tham thì nó có bè lũ của tham, sân nó có bè lũ của sân, si nó có bè lũ của si. Cái si nó có bè lũ của si. Thì khi mà sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần mà làm cho tham phát sanh, sân phát sanh, si phát sanh, thì ngay khi đó là mình bị nhiễm độc. Khi nào đó mà mình sử dụng ăn mặc ở trị bệnh đó, ăn mặc ở trị bệnh đó, mà theo kiểu là lợi dưỡng nè, hoặc là khổ hạnh nè, hoặc là không hiểu biết, không hiểu biết, thì ngay khi đó đó là cơ thể này nhiễm độc, giá bị nhiễm độc. Mà khi nhiễm độc đó thì thử hỏi quý vị đó có bất tử được không? No ha. Bị nhiễm độc rồi làm sao đó là chứng được niết bàn? Phải chứng được niết bàn thì lúc đó mới đạt đến trạng thái bất tử, đạt đến trạng thái sống còn. Cho còn không đó ha, là mình sẽ bị chết, mình sẽ bị quy hoại, bị hư hoại, bị tử vong, bị mạng chung. Như vậy thì muốn sống còn là muốn đạt đến niết bàn, là mình cần phải tránh xa thuốc độc. Mà muốn tránh xa thuốc độc, muốn tránh xa, muốn rời xa thuốc độc, thì trước hết đó là mình phải có cái sự hiểu biết. Và hiểu biết thì lúc đó mình mới tránh xa được thuốc độc theo nghĩa đen. Rồi cũng phải hiểu biết thì mình mới tránh xa được thuốc độc theo nghĩa bóng. Phải có hiểu biết thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện sống có chánh niệm. Và sống có chánh niệm thì lúc đó mình mới bảo vệ gìn giữ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là có thu thúc gìn giữ đó. Lúc đó mình mới bảo vệ gìn giữ được thân hành, khẩu hành, ý hành. Thì thân hành, khẩu hành, ý hành hoặc là lục căn mà được bảo vệ gìn giữ, thì lúc đó đó tham mới bị giảm dần dần, sân mới bị giảm dần dần, si mới bị giảm dần dần, giảm đến một lúc nào đó không còn. Mình tránh, tránh từ từ đến một lúc nào đó đó mình miễn nhiễm. Và miễn nhiễm đó thì mới đạt được đến trạng thái bất tử. Vậy thì từ cái chỗ này chúng ta thấy đó là cái hình ảnh thứ hai này với hình ảnh thứ trên nên nó có giống giống nhau sư tú chí, giống giống nhau, khác nhưng mà cũng có chỗ giống nhau. Bây giờ chúng ta mới bước sang cái hình ảnh thứ ba. Từ hai hình ảnh trên đó, Đức Thế Tôn ngài mới đưa ra cái hình ảnh pa pa ne parivacchaye, nên tránh xa các cái điều ác. Nên tránh xa các cái điều ác. Vậy thì các cái điều ác là gì? Cái nguy hại của nó như thế nào? Tại sao phải tránh xa nó? Và tránh xa bằng cách nào?
ba ta ni các cái điều ác ở đây mình hiểu cho nó rộng ra là tất cả các ác bất thiện pháp. À, cho mình không có thể hiểu đó ba ba ta đó. Ba ta cam là nghiệp ác, là 10 bất thiện nghiệp đạo, là sát là thân ba, khẩu bốn, ý ba, là thân đó là sát sanh trộm cắp tà dâm, là khẩu đó là nói dối, nói lưỡi, nói đâm thọc, nói nhảm nhí, ý đó là tham ác, sân ác, tà kiến ác. À, hiểu như vậy đó là nó mới chỉ có cái bề thô thôi, xin thưa quý vị. Giờ mới chỉ có cái bề thô thôi. À, mà ác ở đây đó mình hiểu đó là ác bất thiện pháp, các cái phiền não. Các cái phiền não nó sai sử cái miệng mình nói, cái thân mình hành động. À, thì phiền não này nó mới chia ra làm ba lắm: thô, trung và tế. Thì thô là nó thể hiện ra ở 10 ác nghiệp đó. À, còn trung đó, à, trung đó là nó không có thể hiện một cách lộ liễu vậy, mà nó cũng nằm chừng chừng ở đó. À, nó nằm chừng chừng ở đó, giống như kiểu đó là đang ở tù vậy thôi. À, còn tế đó là nó nằm ở trong sâu thẳm, khi nào mà hội đủ điều kiện, hội đủ duyên đó là nó bộc phát trở lại. À, bộc phát trở lại thì cái đó mới gọi là tế vi tế. À, tế vi tế đó còn được gọi một cái từ khác là ngũ ngập, là nằm ẩn. À, phiền não nó có đến ba loại vậy đó. Vậy thì từ bỏ đó, mình phải từ bỏ cả ba loại vậy đó, chứ không có phải chỉ từ bỏ cái thô không đâu. À, ác mình hiểu là vậy. Thế nguy hại nó là gì, xin thưa quý vị? Vì ác đó, nghiệp ác đó thì nó cho cái quả khổ. Dạ, nghiệp ác nó cho cái quả khổ, mà đâu có ai mong muốn bị khổ đâu. Rồi thành ra đó là mình phải từ nó đi chứ. Bây giờ từ như thế nào? Thì ở trong cái câu kệ trong bài kinh giải thoát giáo đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là Sappa Pasakara Năng, không làm các điều ác, Kusalasa Upasampada, là hãy làm, hãy cụ túc hay là làm đầy đủ các cái điều lành. Sappa Pasakara Năng Kusalasa Upasampada Sacitta Pariyoda Panang, trao dồi tâm nó cho nó được trong sạch. Chitta Pariyoda Panang E Tăng Bút Tha Nà Sa Sa Năng, đó là lời của chư Phật dạy. Mình tánh như vậy đó, xin thưa quý vị. Tánh ác là mình nói mình không có sát sanh này ha, nhưng mà mình không có làm một cái việc thiện đó thì ngay khi đó thôi mình có thể mình tránh được, nhưng mà chỗ khác, lúc khác mình có thể quay lại. Dạ, mình có thể quay lại. À, cho nên ở một cái câu kệ pháp cú khác đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy đó, nếu như mình không có gấp làm việc thiện đó, thì cái tâm của mình nè, nó sẽ quay lại, nó thích cái điều ác liền. Dạ, nó thích, nó quay lại, nó thích cái điều ác liền. Do đó đó, tránh ác đã đành rồi nè, nhưng mà mình phải làm điều thiện để chi? Để cái điều thiện đó đó nó trở thành cái đối tượng cho cái tâm của mình khắng khích vô đó, thì bây giờ cái tâm của mình nó mới quên đi được cái điều ác. Cái tâm của mình nó phải có cái đối tượng, có một cái chỗ để nó trú, xin thưa quý vị. À, do đó mình không làm các cái điều ác đó, mình từ bỏ các hư tật xấu nè. À, các cái thói hư tật xấu, những cái việc làm mà hại mình, hại người, mình từ bỏ đi. Nhưng bên cạnh đó đó, mình cũng phải làm những cái việc lành, là mình sống lành, sống tốt, sống thiện, để có lợi ích cho mình, sống có lợi ích cho người khác. À, trao dồi những đức lành, đức tốt, mình tập vậy đó. Thì bây giờ cái tâm của mình đã an trú vô trong những cái đức lành, đức tốt đó đó. À, đức lành, đức tốt đó đó, thì cụ túc các cái điều lành ở đây đó, nếu như mà mình giải thích theo A Tỳ Đàm hay Vi Diệu Pháp đó, thì nó bao gồm luôn cả cái trao dồi tâm trong sạch. Yeah, trao dồi tâm trong sạch. Còn nếu như đó mà mình giải theo tạng kinh thì bây giờ hai cái đó tách rời ra,
tách rời ra. Làm các việc lành đó là mình làm, mình tạo những cái nhân phước là thập phúc hạnh tung tông hoặc là thập thiện nghiệp đạo. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói độc ác, không nói nhảm nhí. Suy nghĩ đó thì không tham ác, không sân ác, không tà kiện ác, thì đó chính là làm các việc lành. Còn nếu mà nói theo thập phúc hạnh tông đó là bố thí nè, tùy hỷ nè, hồi hướng, trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, thuyết pháp, thỉnh pháp, cải chính tri kiến. Đó, mình làm các cái việc lành này thì bây giờ cái tâm của mình nó tu vô trong đó. Còn nếu mà nói theo rồi bắt đầu đó mới là trao dồi tâm trong sạch, là an trú cái tâm của mình vào trong thiền định, an trú cái tâm của mình vào trong thiền tuệ, đến một lúc nào đó thành tựu được 16 trí minh sát thì xem như đó là tâm của mình được trong sạch. Còn nếu mà mình giải theo Atidàm đó là hai cái này mình lập chung lại, làm các việc làm trao dồi tâm trong sạch đó, làm các việc làm đây đó, dùng tám tâm đại thiện làm tất cả các việc làm. Tám tâm đại thiện này làm cơ sở nền tảng để thành tựu được các cái tâm thiện đáo đãi. Tám tâm đại thiện này làm cơ sở để thành tựu được 20 tâm thiện siêu thế, tức là thành tựu được thánh đạo. Thì khi nào mà thành tựu được thánh đạo thì lúc đó tâm được trong sạch, tâm được thanh tịnh. Thì khi mà tâm trong sạch, tâm thanh tịnh vậy đó thì bây giờ nè, những cái việc ác, những điều xấu xa tội lỗi mới được từ bỏ. Và thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ khi mà mình thành tựu được các thiện siêu thế vậy đó, tức là thành tựu được thánh đạo tuệ, thì thánh đạo tuệ chắc chắn sẽ dẫn đến là thánh quả tuệ. Thì thành tựu được cái này mình được, đã được gọi là giải thoát chưa? Giải thoát. Vì khi mà mình thành tựu được thánh đạo quả tuệ thấp nhất đó, đó là thánh đạo tuệ, thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ Tu Đà Hoàn đó, thì nhiều lắm đó, mình chỉ còn khổ có 7 kiếp nữa thôi. Dạ, chứ không có còn nhiều hơn được nữa. Do đó đó, thành tựu được thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ thấp nhất thì mình cũng được giải thoát rồi. Dạ, được giải thoát rồi. Thì qua cả ba cái hình ảnh này nè, xin thưa quý vị, hình ảnh nào khi mà mình thực hiện theo cho rốt ráo, mình cũng đều được giải thoát cả. Để ba hình ảnh này đưa ra đó để chỉ cho chúng ta thấy cuộc đời của một người tu đó cần phải sống giống vậy. Cần phải sống giống vậy, cần phải thực hành theo giống vậy đó, thì mình mới đạt đến được cái cứu cánh của đời tu, là giải thoát khỏi mọi đau khổ. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 123 tại đây. Phước báo phát sanh, chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được cầu ứng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, Diêm Vương, chư thiên hộ pháp, chư thiên ngự tại chùa. Chúng tôi đang ở tại chùa của chư Tăng Ni, có mặt ở trong room pháp cú tại nhà của tất cả chư Phật tử. Cầu mong quý ngài tùy với công đức này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài pháp cú số 123 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư.
Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbade vata sabbabuddha anuhavena sada sathevavantu te Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbade vata sabbadhamma anuhavena sada sathevavantu te Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbade vata sabbasangha anuhavena sada sathevavantu te Tất cả anh phúng hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà oai đức của nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sao chúng con kính tri ân thường tọa minh mạnh minh hạnh đại đức minh mẫn đại đức pháp tính cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu